Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official Ngày hôm nay chúng ta có một phiên khá là buồn khi mà thị trường giảm đến tận khoảng tầm là gần 60 điểm và kèm thanh khoản là 33.500 tỷ Với một cái nhịp này thì thị trường đã chính thức đánh mất cái xu hướng tăng của mình từ cái vùng giá khoảng tầm 1020 và anh chị chúng ta kể lên thì ngày hôm nay thị trường đã đánh thủng mất cái trendline này thì sắp tới chúng ta sẽ có một giai đoạn tương đối là khó khăn thì ngày hôm nay Hải sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để chúng ta có thể xử lý danh mục của mình một cách tốt nhất và tối ưu nhất Trước khi chúng ta bắt đầu video thì chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký Ngoài ra thì ở dưới mỗi video Hải sẽ có một cái room zalo thì anh chị chúng ta tham gia vào Hải sẽ tư vấn và khuyên miễn phí cho anh chị Còn chúng ta muốn được tư vấn ở trong nhóm khách hàng chúng ta có thể đọc hướng dẫn bên dưới và liên hệ với Hải qua số điện thoại này À, đầu tiên quay trở lại với thị trường á thì mọi người chúng ta nhìn qua một tí về cái trên line à, thật ra thì cái phản ứng của thị trường ngày hôm nay á nó cũng không có đến nỗi à, là quá bất ngờ đâu mọi người, tại vì chúng ta nhìn qua một tí về tình hình thế giới á thì anh chị chúng ta sẽ thấy được là ngày hôm nay thì một số những quốc gia ví dụ giờ chúng ta có châu Á này như là Nikkei hay là Cosby hay thậm chí rằng là là thứ Sáu vừa rồi á, chúng ta có Dow Jones thì đều có những cái nhịp giảm tương đối là mạnh. Ha, đều có những điểm tương đối là mạnh. thì cái việc mà thị trường của chúng ta sau một cái thời gian rất là dài rồi cứ liên tục giữ giá ở vùng cao, cứ bật lên bật xuống, bật lên bật xuống, thì nó khiến cho, giờ, nó khiến cho cái cầu á càng ngày càng e dè và cứ mỗi lần thị trường lên cao thì cầu nó lại càng yếu. thì cộng hưởng với cái thông tin liên quan tới chiến tranh ở trong cuối tuần vừa rồi, nó khiến cho cái tâm lý của nhà đầu tư trở nên cực kỳ hoang mang và cái lực cầu nó càng ngày càng yếu đi và khiến cho chúng ta bắt buộc phải có một cái dịp giảm thủng để kích cầu ở vùng giá dưới à, thì ngày hôm nay Hải cũng có chia sẻ ở trong nhóm cộng đồng này Thì Hải có nói rằng á, là mặc dù cái phi thứ sáu vừa rồi chúng ta có một nhịp bật tăng rất tốt Khi mà lấy lại được cái mốc 1270 và kèm với thanh khoản là 24.000 tỷ Có thể nói rằng nhịp điều chỉnh đã chính thức kết thúc Tuy nhiên, à, tuy nhiên nè cuối tuần vừa rồi chúng ta nhận khá nhiều thông tin liên quan tới chính trị và chiến tranh đó thì mỗi lần mà có những thông tin này á thì thị trường chúng ta sẽ có thể có một cái nhịp giảm mạnh mà không cần quy luật gì cả là một chuyện hoàn toàn có thể cho nên là Hải khuyến nghị giữ tỷ trọng vừa phải nè đó và ai mà có mua hàng giá vốn mua lúc t không á thì bán ra lượng hàng đã mua nó thì đây là một số những khuyến nghị của hải ở trong nhóm mà anh chị chúng ta có thể sẽ nhận được thì quay trở lại khi mà thị trường đã dính phải một cái dịp như thế này rồi á thì bắt đầu nhiều anh chị chúng ta so sánh chúng ta so sánh với thị trường ở lần trước khi mà chúng ta tăng từ vùng giá 1030 và tăng lên khoảng tầm 1250 thì chúng ta cũng có một nhịp giảm tương tự đó chính là cái phiên ngày 18 tháng 8 là phiên thị trường giảm 55 điểm tức là thậm chí rằng ít hơn cái phiên này nhưng mà thanh khoản ở trong phiên đó hãy nhớ rằng đạt khoảng tầm là hơn 40.000 tỷ và thị trường nó giảm trong xuyên suốt cả phiên thì anh chị chúng ta nói rằng là dạ à, lần trước thị trường giảm Xong sau đó nó tích lũy khoảng tầm 3-4 phi Rồi nó bật tăng trở lại thôi Chứ có gì đâu Thì chúng ta sẽ phải so sánh một cái Là thị trường ở đợt đó Nó không hề gãy trend anh chị nha Đây chúng ta vẽ ra cái trend line của thị trường Ở trong thời điểm đó Thì cái nhịp giảm 55 điểm này Là một cái nhịp mà thị trường dừng lại Vừa đúng cái trend line Có thể những cái phiên sau thì thị trường chúng ta đánh mất cái trên like tuy nhiên thì chúng ta thấy được rằng á là hầu hết những cái nhịp mà thủng trên like á thị trường thủng rất ít thủng khoảng tầm vài điểm thôi và hoặc là dạ, kết phi nó sẽ ở mấp mé cái trên like còn lần này thì khác lần này thì chúng ta thấy rằng giờ dạ, chúng ta hoàn toàn đánh mất cái trên like này và thủng đến tận là giờ một hai về một hai tức là chúng ta đã đánh mất cái trên like khoảng tầm là 44 điểm ha chúng ta đã mất tầm 44 điểm so với lại cái trên line thì đây chính là sự khác biệt đầu tiên đối với lại cái lần trước thì cho anh chị nào mà chúng ta so sánh theo cái kiểu là lần trước cũng gãy nhưng mà cũng hồi thì lần này lỡ như cũng hồi thì sao thì đó là cái đầu tiên là sự khác biệt cái thứ hai là cái cách xử lý thì như anh chị chúng ta sẽ nói rằng là ờ uh, bây giờ nó bật lên thì sao thì đúng chúng ta vẫn sẽ có trường hợp bật lên ví dụ như là chúng ta nhìn qua về thị trường chứng khoán châu âu thì hầu như bây giờ không có một cái gì quá tệ cả. Hầu hết các quốc gia này, các thị trường chứng khoán này đều đang giữ giá xanh. Đúng mà, tất là vậy, tất cả cái thông tin chiến tranh nó đang không quá ảnh hưởng tới các thị trường chứng khoán ở trên thế giới. Vậy thì nếu như tối nay mà Dow Jones nó hồi lại, ví dụ là Dow Jones hồi hãy cho rằng là 2% đi, thì cái việc mà sáng mai thị trường chúng ta hồi trở lại cái vùng giá 1240 là một cái chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cái cách xử lý tốt nhất là gì? Chúng ta sẽ không biết được khi nào thị trường sẽ hồi kỹ thuật. Hãy nói thật với mọi người á, là bây giờ hầu hết các cổ phiếu đã rơi vào nền giá rồi. chúng ta sẽ không cần nhìn cổ phiếu đâu, chúng ta nhìn qua về thị trường thôi. Hầu hết các cổ phiếu đều đã rơi vào nền giá rồi. Tại vì sao thị trường rơi về thứ nhất? 1240 là một cái hỗ trợ nè. 1220 là một cái hỗ trợ nữa. 1200 lại là một cái hỗ trợ nữa. Và 1180 lại tiếp tục là một hỗ trợ tức là chúng ta sẽ luôn luôn có hỗ trợ ở bất kỳ đâu. Nhưng mà anh chị chúng ta cũng thể sẽ có nhìn qua ví dụ chúng ta sẽ quay về cái thời kỳ là 2000 à, là 2018 thì chúng ta sẽ thấy nè, hầu như thị trường rơi về ở bất cứ dịp nào cũng sẽ có hỗ trợ cả. Ví dụ là chúng ta rơi từ 1200 chúng ta rơi về đúng không ạ? Rơi về 1173 có ngay một cái hỗ trợ và thị trường bật được một cây. Tiếp tục rơi về 1150 lại có một cái hỗ trợ nữa, thị trường giữ giá được hai cây rồi lại rơi. rơi về lại dạ 1100 lại có hỗ trợ. Và chúng ta thấy rằng cái phiên ngày 20 tháng 4 của 2018 thị trường hồi được khoảng tầm 25 điểm tương đương với 2,3%. Thì tức là gì? Tức là về hỗ trợ là thị trường sẽ bật nha. Nhưng mà sao ạ? Đây chỉ là những cái nhịp bật kỹ thuật thôi, Hồi kỹ thuật thôi. Sau đó thị trường vẫn sẽ rơi tiếp. Đúng bạn, rơi một cây nè về hỗ trợ tiếp theo ở khoảng tầm 1050 lại bật lên xong lại rơi về rơi về lại chạm hỗ trợ hỗ trợ đâu ở 1025 thì nó lại bật lên và cuối cùng thì nó cứ xuống lên xuống lên xuống lên nhưng mà sao chúng ta tính tổng quãng đường lại thì cuối cùng thị trường nó vẫn xuống vậy thì điều này có nghĩa là có nghĩa là nếu như nếu như trong khoảng tầm một hai phiên tới mà thị trường chúng ta có hồi kỹ thuật là một cái chuyện rất bình thường nhưng mà theo Hải á, là một khi các cổ phiếu đã gãy trend rồi, một khi thị trường đã gãy trend rồi và chúng ta có một cái nhịp xác nhận với thanh khoản là 33.000 tỷ thì chắc chắn rằng những cái nhịp đó chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật và hồi để anh chị chúng ta bán hàng ra thôi chứ không phải là nhịp để anh chị chúng ta bắt đáy và chúng ta tham gia và Chúng ta sẽ có thể kể qua về một số cổ phiếu nha Ở phiên trước thì chúng ta thấy rằng dòng tiền vào ngân hàng rất nhiều nhưng mà phiên ngày hôm nay á, thì hoàn toàn phủ định chúng ta có biết là lấy ví dụ như chúng ta có CTG Phiên ngày hôm trước CTG vào một cái cây thanh khoản rất to To hơn cây thanh khoản break vào ngày 5 tháng 2 2024 Nhưng mà sao ạ à? Ngày hôm hôm đó thanh đóng nến không cao nhất ngày Có một cái lực chốt lời nhẹ Nhưng mà ngày hôm nay thì sao thanh khoản thậm chí rằng còn to hơn so với phiên trước đó Và hoàn toàn phủ định lại cây nến tăng của CTG Và chỉ cần CTG đã gãy mất cái mốc 33 này thì chính thức là là sẽ gãy và chúng ta không chỉ ngân hàng đâu chứng khoán nè chúng ta sẽ có những cái siêu phẩm như là SSI thì sao ạ à? cái nền giá của SSI ở vùng đỉnh cũ khoảng tầm vùng giá 36 đã gãy rồi nha đã gãy rồi SSI cái nhịp trước á, thì không hề gãy trên đây vẫn giữ từ trên và cái vùng 36 là 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 cái vùng tiên quyết nhưng mà cuối cùng thì SSI đã gãy vùng giá 36 trong một phiên duy nhất ha à, trong một phiên duy nhất tương tự với lại với lại VCI cái nền giá của VCI nằm ở vùng giá là 50 nhưng mà cuối cùng thì sao VCI cũng thủng mất cái vùng này. Một số cổ phiếu khác như là VIC nè cũng thủng là thủng hai nền rồi. HCM thì cũng thủng rồi nè. Cái nền của HCM thủng hai nền rồi nha. Ở vùng giá 29 và vùng giá 28 đều thủng rồi. Bên phía chứng khoán, bên phía bất động sản chúng ta có những siêu phẩm như DIG thì cũng thủng mất cái vùng giá 32 rồi. TCH thể hiện mình rất khỏe ở trong cái phiên ngày 11 tháng 4. Nhưng mà sau hai phiên TCH đã bị phủ nhận và chúng ta có một cái nến vôn khá to hoàn toàn phủ nhận hết mọi nỗ lực tăng đối với là cái cổ phiếu là tch thì anh chị thấy rằng là hầu như bây giờ chúng ta nhìn qua về bất kỳ cổ phiếu nào chúng ta cũng sẽ thấy được một cái vấn đề là gãy trên gãy hỗ trợ và có sự đồng thuận về mặt thanh khoản cho nên là thứ nhất chúng ta không biết được khi nào thị trường xã hội kỹ thuật những cái nhịp hồi kỹ thuật á, là những cái nhịp có thể sẽ hồi theo tin tức nè Như là tối nay mà Dow Jones tăng 2% Thì kiểu gì ngày mai chúng ta cũng có hồi kỹ thuật Và hồi 15, hồi 20 điểm là có cái chuyện rất bình thường Nhưng mà cái vấn đề á, là hồi xong thì sẽ làm gì Nha, Hồi xong sẽ làm gì Hãy lấy ví dụ nè, cái nhịp này chúng ta cũng hồi nè Đây, cái nhịp này chúng ta cũng hồi nè Nhưng mà sao ạ à? Ở trong cái nhịp này á, anh chị chúng ta hoàn toàn có thể kiếm lời được 10-15% Nếu mà chúng ta mua đúng mã Nhưng mà sao, cái đoạn sau đó mới là vấn đề cái đoạn sau đó mới là vấn đề còn một cái nhịp hồi kỹ thuật hồi 15, 20 điểm, 25 điểm là một cái chuyện mà khó ai mà biết được nhịp này cũng vậy nè đây nè đó một cái đi rơi rất mạnh đúng không ạ rơi rất mạnh luôn nhưng mà sao ạ chúng ta vẫn hồi lên hồi lên thì sao chúng ta vẫn có thể kiếm lời được 10% nhưng mà rốt cuộc á là là chúng ta tính tổng quãng đường lại hoặc là giờ chúng ta mua sai mẻ chúng ta mua sai mẻ nè chúng ta mua xong chúng ta không bán nè thì chúng ta vẫn sẽ trả lại thị trường bình thường. À, cho nên á đối với cá nhân Hải á thì thứ nhất Hải sẽ không khuyến nghị anh chị chúng ta nhảy vào mua khi mà thị trường chưa cân bằng. nếu mà có mua thì Hải sẽ chỉ khuyến nghị chúng ta mua lướt T0 thôi, mua hạ giá vốn thôi. như là nhịp trước thì Hải có khuyến nghị mua đất xanh nè, thì sáng nay Hải có khuyến nghị bán ra rồi, đúng mà. thì mặc dù là tổng lại chúng ta vẫn sẽ lỗ một một cái nhịp nhưng mà ít nhất á thì nếu mà anh chị chúng ta gọi là chịu cầm dài thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta xử lý được từ 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 còn mà anh chị chúng ta nhảy vào chúng ta mua mới à, thì nó sẽ không có an toàn và khi mà toàn bộ những cái cổ phiếu nó gãy trên rồi và thị trường chưa tìm được điểm cân bằng á thì cái việc mà chúng ta nhảy vào chúng ta cản đường tàu à, gọi là chúng ta mua ngược xu hướng á nó sẽ gây ra một cái hậu quả rất nghiêm trọng vậy thì trở lại với câu hỏi á là chúng ta có nên cắt lỗ hay không thì lời khuyên của Hải là nên ngày hôm nay có rất nhiều anh chị chúng ta hỏi Hải mặc dù Hải đã có khuyến nghị bán rồi nhưng mà rất nhiều người Uh, nhắn tin họ hãy rằng là uh, em ơi, anh ơi là bây giờ cái nhịp trước là khuyến nghị bán rồi nhưng mà chưa bán thì bây giờ có cầm một hai tháng thì có về bờ được không? Thì đó là một trong những suy nghĩ rất sai lầm mọi người, rất sai lầm. Hãy lấy ví dụ như là cái nhịp này nè, những cái uh, khi thị trường chúng ta ở 1250 và rơi về á thì có cổ phiếu bây giờ đã về bờ rồi nhưng có cổ phiếu thì chưa. Hãy lấy ví dụ như chúng ta sẽ có BCG nè. Cái đỉnh của thị trường ở 1250 BCG ở vùng giá 12 Bây giờ BCG còn có giá 8 Và gần như mặc dù thị trường đã về định cũ rồi Nhưng BCG thì không về Hoặc là giờ chúng ta sẽ có MWG Cũng vậy Cũng không về nổi Rồi à, chúng ta sẽ có những cổ phiếu đã về rồi Nhưng mà có những cổ phiếu thì chưa Đất xanh cũng đâu có về đâu Chưa về đúng không co CEO nè Đâu có về đâu Đầu tư công nè VCG nè Rồi giờ HHV nè Đây là những cái cổ phiếu điển hình cho cái việc á Là không phải anh chị lì đòn Anh chị cầm là anh chị sẽ về đâu nhà chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu á là nó sẽ không về nổi mặc dù thị trường có hồi thị trường uptrend thị trường một nghìn năm thị trường một nghìn bảy thì các cổ phiếu đó cũng sẽ không hồi nổi ha thì chúng ta sẽ có những cái sự khác biệt như vậy cho nên là cái điểm tất yếu mà anh chị chúng ta cần phải làm là khi mà hiện tại cái tỷ trọng trên mục của anh chị quá lớn anh chị vẫn còn dùng margin anh chị chúng ta đang full margin chúng ta không dùng margin nhưng mà chúng ta full full cổ phiếu rồi chúng ta không còn tiền mặt thì lời khuyên của hải là phải bán ngay lập tức trong tất cả những cái nhịp thị trường chỉ cần hồi lên là chúng ta phải bán Tại vì sao chúng ta phải bán để khi nào thị trường cân bằng lại Chúng ta sẽ nhìn ra được là đâu là siêu cổ, đâu là cổ phiếu hồi đầu tiên Thì khi đó anh chị chúng ta mới có thể xử lý Chúng ta mua lại và chúng ta gọi là giờ chúng ta tối ưu cái lợi nhuận Thì những cái cổ phiếu nào nó hồi đầu tiên sẽ là những cái siêu phẩm nó sẽ xuất hiện Còn mà anh chị chúng ta cứ ôm như vậy á Thì lỡ như là anh chị chúng ta sẽ ôm vào những cái cổ phiếu như là BCG chẳng hạn À, chúng ta mà ôm BCG thì bây giờ chết rồi, làm gì có đường nào mà thoát à, Chúng ta ôm là 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 chúng ta gãy chắc, chắc chắn với anh chị luôn Ôm BCG thì có trung bình giá mã thì cũng vậy Cho nên cái điều tiên quyết là khi mà chúng ta đã mua sai rồi Mà chúng ta gọi là full margin rồi á, thì bắt buộc anh chị chúng ta phải cắt lỗ Còn anh chị nào mà hiện tại nha Thứ nhất là cái danh mục của mình là ví dụ là anh chị chúng ta có 1 tỷ Mà anh chị chúng ta mua khoảng tầm 500 triệu đổ xuống thì ok anh chị chúng ta có thể gọi là chúng ta cầm và chúng ta gồng được tại vì ít nhất anh chị chúng ta đã có 500 triệu rồi để lỡ như thị trường giảm tiếp anh chị chúng ta có thể trung bình giá cái đó ok nhưng mà từ 70 phần trăm trở lên thì cái lời khuyên của Hải là anh chị chúng ta nên bán và nên cắt lỗ ngay lập tức nha và anh chị chúng ta có thể bắt cắt từ từ cũng được tại vì sao chúng ta sẽ không biết được là khi nào thị trường nó sẽ hồi kỹ thuật thì anh chị ví dụ là anh chị chúng ta đang có 700 triệu anh chị chúng ta muốn bán về 500 thì ngày mai chúng ta có thể bán 100 và ngày mốt nếu mà hên thì chuyện nó hồi anh chị, anh chị chúng ta bán tiếp 100 để tránh cái trường hợp là anh chị bán một phát 200 triệu xong nó hồi thì anh chị là bị khó chịu, chúng ta bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Nha. Thì uh, lời khuyên của Hải á, là chúng ta sẽ nên tập trung bán vào những cái cổ phiếu nào mà nó đang gãy trước như là chúng ta sẽ uh, giữ lại nha. Theo hạ thì chúng ta sẽ nên giữ lại nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán chính là cái nhóm mà mặc dù hôm nay sàn rất nhiều. Nhưng mà sao ạ? À? chứng khoán chúng ta vẫn là cái câu chuyện dài hơi, câu chuyện về hệ thống Krx, câu chuyện về ngân hàng thị trường và câu chuyện về mặt thanh khoản. Cho nên rằng là đường nào thì đường, thì chứng khoán chắc chắn rằng vẫn sẽ là ngành hồi đầu tiên ở trên thị trường. À, tiếp theo thì sẽ có thể kể đến là ngân hàng. Thì ngân hàng mặc dù á, là thị trường giảm rất mạnh nhưng mà chúng ta thấy rằng á là ngân hàng thì hầu như vẫn chưa gãy trend Như chúng ta có MB này, chúng ta có Techcom này, chúng ta có ACB này thì Theo hỏi thấy rằng, Theo hãy quan sát thì hầu như các cổ phiếu này nó vẫn đang ở mấp mé cái vùng hỗ trợ của nó à, Chỉ còn nó không có kể trên như bất động sản hay như là chứng khoán thì theo hỏi ngân hàng vẫn là một cái ngành mà về mặt dài hơi á, thì chúng ta cầm được à, và một cái điểm nữa anh chị chúng ta lưu ý là nếu như mà anh chị chúng ta có cầm bất cứ mã nào mà đang hoài vốn á, thì theo hỏi chúng ta nên bán sớm tại vì sao à tại vì đang hoài vốn á, hiện tại thì hãy view rằng thị trường nó sẽ còn giảm nên nó sẽ khó mà nó nó dừng lại ngay đây à, cho dù là ở cái dịp trước nha anh chị cho dù ở nhịp trước thì chúng ta thấy rằng á, là mặc dù thị trường nó hồi rất nhanh nhưng mà ở trong năm phiên thị trường cân bằng á, chúng ta vẫn sẽ có một phiên chính là phiên ngày 22 tháng 8 là một cái phiên mà râu nến rất dài thì ở trong phiên đó hầu như các cổ phiếu đã sàn ở trong phiên rồi và kết phiên mới rút chân lên nha hầu như các cổ phiếu ở trong phiên giao dịch ngày uh, 22 tháng 8 là một cái phiên mà hầu hết các cổ phiếu đều giảm sàn và sau đó mới rút chân lên cho nên rằng cho dù anh chị chúng ta có nghĩ về kịch bản tốt nhất là thị trường nó sẽ hồi như này này, nó hồi chữ V luôn á thì nó vẫn sẽ phải có một cái phiên á nó cấm một cái đầu nến xuống để giờ à? để nó rũ bỏ tiếp, nó rũ bỏ những ai lì, những ai không chịu cắt lỗ hoặc là giờ nó phốt sale để làm gì ạ? À? Để những người đó phải bán và nó gom hàng ở giá tốt thì nó mới đánh lên được chứ còn không có chuyện là nó đạp một cái sàn xong rồi nó hồi lên lại đó, đâu anh chị nha. Thì cái việc mà chúng ta đang cầm cái cổ phiếu nào mà lỗ nhẹ hoặc là hòa vốn thì chúng ta nên bán sớm nhà chúng ta nên bán sớm để khi thị trường xuất hiện một nhịp rũ cao trào thì chúng ta sẽ mua vào nó 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 sẽ tốt hơn anh chị ha còn mua mã nào thì lời khuyên của hải vẫn sẽ chú ý vào cái nhóm chứng khoán nhà theo hải thì nhóm chứng khoán là cái nhóm mà chúng ta nên mua nhất tại vì đây là một cái nhóm mà chúng ta nhìn theo đường nào về dài hạn thì nó cũng có lợi cả thì những cái nhịp thị trường giảm như vậy chính là thời cơ để chúng ta mua những cái mã nào có câu chuyện Nó thì hải vẫn khuyến nghị chúng ta nên canh chứng khoán nên canh chứng khoán còn về ngắn hạn thì dĩ nhiên chứng khoán vẫn sẽ bị bán thôi tại vì cái trend nó gãy mất rồi thì chắc chắn rằng nó vẫn sẽ phải chịu những cái áp lực chung với thị trường chung hải đang nhắc là hàng đang nhắc về cái câu chuyện là về dài hơi thì chúng ta sẽ lưu ý về cái kịch bản đó anh chị ha rồi thì đó cũng là, cũng là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay rất ở chúng ta đã quan tâm và theo dõi video. Thì hy vọng là anh chị chúng ta đang xem, ở chúng ta sẽ có một cái góc nhìn tốt hơn về thị trường. có anh chị nào mà chúng ta không biết xử lý như nào, chúng ta có thể liên hệ với Hải qua số điện thoại này. Hoặc chúng ta tham gia vào room Zalo ở bên dưới này á, thì Hải sẽ có những cái nhận định về thị trường cho anh chị. Và chúng ta trước khi rời đi, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một đăng ký kênh anh chị nha. Cảm ơn mọi người.